Uống nhầm xăng hay là chất tẩy rửa, nhiều em nhỏ phải nhập viện thập tử nhất sinh tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân đáng tiếc lại là do lỗi bất cẩn của bậc phụ huynh, do lơ là không kiểm soát để các vật dụng hóa chất nguy hiểm trong tầm với của trẻ. Suy đa cơ quan, nguy kịch vì uống nhầm xăng trong chai nước ngọt. Hình ảnh bé Gia Bảo uống nhầm xăng khi bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp nhận khiến ai cũng xót xa. May mắn được cứu chữa kịp thời, bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đến bây giờ, chị Tuyết, mẹ của bé vẫn không khỏi bàng hoàng vì tưởng đã không thể gặp lại con. Không biết là uống lúc nào, nhưng mà chỉ biết là em bé lúc đó nó ói, nó sặc, nó ói ra thì ngửi thấy người em bé toàn là mùi xăng thôi. Thì lúc đó mới biết là em bé uống xăng. Lúc đấy thì thật sự là hai vợ chồng nói chung là tuột đỉnh rồi, buồn tuột đỉnh rồi. Tại vì lúc đó là bác sĩ nói là em bé coi như là hết kiểu được rồi. Nhưng mà bây giờ em bé được như vậy là rất là mừng. Còn với bé Ngọc cũng vừa mới qua cơn nguy kịch vì uống nhầm hóa chất nước rửa móng tay do người thân trong gia đình để lại trong chai nước ngọt. Đáng nói là hóa chất lại để lẫn trong các chai nước khác khiến bà nội của bé nhầm lẫn khi đưa cho cháu. Rồi giờ một lần nó sợ tới già rồi bắt đầu không dám làm cho nó uống nữa đâu. Bây giờ phải là lấy cái ly cho uống đàng hoàng chứ. Với lại cũng phải cẩn thận tại vì sơ ý đi. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết bình quân mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt, uống nhầm hóa chất. Nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện, cố gắng là không có cho trẻ gây ói cho trẻ hoặc là gây cho uống nước thì nó sẽ đưa đến là trẻ có thể tổn thương nặng hơn. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần cẩn trọng trong việc sinh hoạt hàng ngày để trẻ tránh xa các nguồn nguy hiểm. Các chai lọ đựng hóa chất cần để gọn gàng và tránh xa tầm với của bé.